Đối mặt sói trắng, tác giả Phan Thế Cải, giọng đọc Hải Yến, số 16. Chủ tịch Đoàn Ngọc Anh trách khéo: "Tại sao chú đến đây lại không lên tiếng gọi anh?" Hải cười: "Gọi sao được, việc nào ra việc ấy. Chả nhẽ anh đang giải quyết công việc cho người khác mà em lại gõ cửa, rồi việc nọ chưa xong em lại sấn vào nữa thì thật vô lối." Rồi Hải nói lý do hôm nay đưa ông Quý tới đây, báo cáo sơ bộ việc ông Quý tự nguyện nộp lại khẩu súng cho các nhà chức trách, xin chủ tịch xã sắp xếp lịch để ngày mai có cả công an huyện, ông Quý sẽ chính thức bàn giao khẩu súng săn của ông. Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh suýt xoa: "Lần đầu tiên tôi thấy một công dân tự giác nộp súng đó, chứ xưa tới giờ có ai nộp súng đâu." Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh thổ lộ thành thật với đại úy Võ Trọng Hải rằng xã Sơn Hồng hiện nay đang còn nhiều súng ẩn giấu trong dân lắm. Chúng tôi đang lực bất tòng tâm nên chưa biết làm sao để dân tự giác nộp. "Thế thì ta làm luôn, còn chần chừ gì nữa?" Hải bảo: "Các anh phối hợp với chúng tôi phát động nhân dân cung cấp thêm thông tin, ai gương mẫu nộp vũ khí và chất nổ sẽ được khen thưởng, ai cố tình cất giấu phát hiện được sẽ xử phạt theo luật pháp." "Tôi nói vậy, nếu các anh đồng ý, trong tháng tới ta sẽ mở chiến dịch đầu tiên. Ban chỉ huy bộ đội biên phòng Hà Tĩnh tăng cường thêm lực lượng cho địa phương. Về phía Sơn Hồng, thành lập ngay một ban vận động thu hồi vũ khí và chất nổ. Nhân đây, tôi xin giới thiệu bác Quý làm thành viên trong ban này. Không biết chủ tịch xã có đồng ý không?" Chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh hứng khởi: "Tôi không những đồng ý mà tin rằng cán bộ và nhân dân đều đồng ý. Tôi cũng hiểu vấn đề đang tiềm ẩn súng trong nhân dân nguy hiểm lắm. Nếu dân cứ sử dụng súng và chất nổ bừa bãi không phép tắc thì xã hội đến loạn mất. Tôi đã từng chứng kiến có kẻ ném mìn mất hẳn cả hai cánh tay, mang một nỗi đau suốt đời. Bây giờ sự chơi ngông của lớp trẻ đang diễn biến phức tạp. Những vụ thanh niên làng này xã nọ nghiện ma túy dùng súng đoạt mạng lại còn khủng khiếp hơn. Kể từ khi ông Quý tự giác đem nộp vũ khí cho chính quyền địa phương xã Sơn Hồng, ông phấn chấn hẳn lên. Khi được cô phát thanh viên truyền thanh xã nhà đọc bài viết biểu dương ông trong mục Người tốt việc tốt, 20 ngày sau chỉ thị về thu hồi vũ khí và chất nổ của Ủy ban Nhân dân huyện Hương Sơn ban hành, Sơn Hồng được chọn làm xã thí điểm. Ông Quý được gia nhập thành viên trong ban vận động. 2 ngày đầu, một mình ông đã thuyết phục 4 người trong xã nộp 3 khẩu súng và 7 quả lựu đạn. Đài phát thanh truyền hình huyện Hương Sơn kịp thời phát sóng biểu dương hành động của ông. Hàng xóm xôn xao, có người khen lại có kẻ chê ông quá hợm mình. Mặc kệ, ai nói gì thì nói, việc gì mình đã hứa với tập thể rồi, mình phải làm bằng được. Chiến dịch càng dâng cao, mâu thuẫn của nhóm chống đối ngày càng gay gắt. Bởi họ nghĩ đơn giản, sống cận kề với rừng nguyên sinh, nguyên thủy, mà không biết sử dụng súng đi săn chim thú là dại. Thịt thú rừng ngon, nhắm với rượu, lại càng có cơ hội giao lưu vui vẻ với bạn bè, hay săn được vài ba con lợn rừng đưa ra chợ bán cũng đủ tiền tiêu xài. Tư tưởng thủ cựu ấy đã ăn sâu vào máu, khiến một số phó thường dân coi trời bằng vung. Khi đài truyền thanh xã Sơn Hồng hàng ngày nhắc đi nhắc lại danh sách những người tàng trữ vũ khí và chất nổ nhưng chưa tự giác lên nộp lại cho cơ quan chức năng, khiến những phần tử này vừa sợ vừa tức tối,
và ra sức tìm cách đối phó với chính quyền địa phương. Một số đối tượng tìm cách đào hầm giấu tại vườn nhà, số khác đưa súng vào rừng cất giấu. Bỗng dưng xung quanh ba nhân vật, chủ tịch xã, công an xã và ông Quý không có ngày nào không có những hung tin lăng mạ và hù dọa. Nguy hại hơn, nhà chủ tịch xã bị bọn chúng ném vỡ ngói, nhà trưởng công an xã chúng ném xác chuột chết vào sân, nhà ông Quý bốn cây xoan đâu đang lên mơn mởn bị chúng đốn gục. Một buổi tối nọ, ông Quý lại lọ mọ xuống nhà lão Bính xóm 2 để thuyết phục lão lên trình diện với chính quyền nộp khẩu súng CKC mà lão Bính vẫn thường dùng đi săn thú. Nhưng đến nhà hỏi bà vợ thì lão đã chuồn đi đâu mất. Thằng Ước, con trai đầu của lão, mặt đỏ lừ như mắt cá chạch, thách thức: "Mày đang đi làm thuê cho thằng anh đến bắt bố tao nộp súng phải không? Tao xin nhắc lại, đừng hòng sờ tới chim bố tao nha." Ông Quý nóng mặt: "Cháu ăn nói cẩn thận, bác đây bằng tuổi cha cháu mà cháu xưng hô như thế à? Bác làm vì trách nhiệm tập thể chứ không làm thuê cho ai cả. Cháu được thầy cô và cha mẹ giáo dục đạo đức lại mất dạy thế à?" "Mất dạy này, mất dạy này!" Thằng Ước vừa hét to vừa giật chiếc cọc chống rèm phang ông Quý tới tấp. Ông Quý ngã sóng xoài ra giữa sân lão Bính, ngất xỉu. Lúc này tình cờ một chị hàng xóm tới vườn nhà lão Bính xin nắm lá tía tô về nấu canh đậu. Thấy thế là ối lên. Rồi công an xã tới, thằng Ước còn định cầm cả viên gạch vỡ ném vào đầu anh công an xã. Thấy tình thế như vậy, ông thôn trưởng sợ quá, chạy đi tìm đại úy Võ Trọng Hải nhờ giải vây. Đại úy Võ Trọng Hải nhảy phốc lên xe máy phân khối lớn, rú ga chạy nhanh như tia chớp tới hiện trường. Ông Quý được hai chiến sĩ biên phòng dìu tới trạm xá làng kiểm tra vết thương. Cũng may cho ông, vết thương chỉ rỉ máu ở phần mềm nên nhanh chóng bình phục. Thằng Ước được đưa về trụ sở xã tạm giam 2 ngày. Bước sang ngày thứ 3, khi thấy sự ngoan cố của thằng Ước đã bắt đầu hạ nhiệt, Hải bèn hỏi: "Cha chú giấu súng ở đâu, chú có biết không?" "Dạ thưa anh, đang giấu trong cây rơm cạnh chuồng trâu ạ." "Cha chú mấy ngày nay đi đâu?" "Nói thật với anh, chỉ vì sợ mất súng nên cha đi ngủ ngoài chòi ruộng ngô." "Nếu chú về thuyết phục được cha đưa súng lên trụ sở giao nộp, cơ quan chức năng sẽ tha bổng 2 tội. Tội đánh người đang thi hành công vụ, tội tàng trữ vũ khí và chất nổ. 2 tội này, ít nhất chú cũng phải ngồi tù 7 năm. Thằng Ước nghe vậy, mếu máo: "Xin anh cho em về nhà, cha em sẽ lên nộp súng ngay bây giờ." Hải giao cho 2 cậu lính trẻ dẫn thằng Ước về nhà hắn. Một tiếng đồng hồ sau, cả lão Bính và thằng Ước đến trình diện. Lão đưa khẩu súng CKC cùng với bao đạn 30 viên giao lại cho đồng chí trưởng công an xã làm thủ tục xác nhận. Lão Bính vẫn nơm nớp sợ nên luống cuống như gà dẫm phải mét mít. Lão Bính hết xin lỗi đại úy Võ Trọng Hải đến xin lỗi chủ tịch xã Đoàn Ngọc Anh. Lão Bính lập bập: "Tôi thật dại, nếu đưa súng đi nộp sớm thì thằng Ước con tôi đâu đến nỗi lên cơn điên đánh hàng xóm như thế. Tôi mong các chú tha cho vì hắn đang trẻ người non dạ." Máu rơi trên sân cỏ chỉ vì thách đố nhau. Có lẽ chỉ cần vài tuần lễ nữa, chiến dịch thu hồi vũ khí và chất nổ ở xã Sơn Hồng sẽ kết thúc và thắng lợi rực rỡ. Bộ đội biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã chuẩn bị gần 2 tấn gạo Tết, một phần dành làm quà tặng cho những người dân đã tự giác nộp lại vũ khí, phần khác đi thăm hỏi động viên những gia đình nghèo. Chính quyền xã Sơn Hồng lên kế hoạch tổng kết năm, dự kiến mổ 1 con lợn cỏ khoảng 3 yến để liên hoan chào năm mới
và khao đội lính cơ động biên phòng được đồn cử xuống đã tận tình giúp dân khắc phục đường xá sau lũ lụt. Đùng một cái lại xảy ra vụ án mạng ngay trên sân cỏ xóm Đông Hồng. Thủ phạm là một thanh niên trẻ, nạn nhân cũng là một thanh niên trẻ. Tang vật giết người là một khẩu súng săn còn sót lại do tổ an ninh trật tự trong thôn không phát hiện ra và gia chủ được dịp thu giấu kín trong nhà. Điều khiến mọi người rất ngạc nhiên bởi thủ phạm xuất thân trong một gia đình bố mẹ nông dân đều thuộc hạng hiền như đất, thật như đếm. Bản thân Nghinh là con trai thứ ba trong gia đình, mới 21 tuổi. Nghinh ngoài sự kế thừa tính đôn hậu của cha mình còn được người trong xóm yêu thương quý trọng vì Nghinh sống chan hòa với mọi người. Mới 21 tuổi, Nghinh ăn không biết no và làm không biết mệt, vốn khéo tay lại nhanh nhẹn hoạt bát nên mọi chuyện của người trong xóm lúc tắt lửa tối đèn, khi ma chay cưới hỏi đều thấy sự hiện diện của Nghinh. Như chuyện bác Tám, một hôm con trâu ăn trong rừng bị lạc, nhờ Nghinh vào rừng tìm tới 3 ngày liền. Đến ngày thứ 3, Nghinh đã dắt trâu về tận chuồng cho bác. Xóm Đông Hồng, đường dây điện ngày mới kéo về cho bà con vùng núi này, khổ chao ôi là khổ. Điện truyền tải cho các gia đình sinh hoạt, lúc tối, lúc sáng. Đã thế, nhiều lúc điện lại bị chập, lửa trên dây điện phát ra sáng lòe, mùi vỏ bọc dây đồng bị cháy bay ra khét lẹt. Cả làng mỗi khi mất điện, tối om như hũ nút. Những lúc ấy, rất nhiều người khao khát ánh sáng, nhưng chẳng ai dám đến thăm cột đường dây điện bị chập. Chỉ có Nghinh là người thanh niên dũng cảm nhất. Nghinh bắc thang tre lên, đưa dụng cụ đồ nghề mò mẫm nối lại hoàn chỉnh từng đoạn dây bị đứt. Tuy rằng Nghinh không phải là thợ điện, nhưng vốn tính thích mày mò, lại có máu đam mê về kỹ thuật, nên Nghinh đã tranh thủ học mót được chút ít kỹ năng. Đó là thời điểm có 2 chú thợ điện về xây dựng trạm biến thế tại xã, xin lưu trú trong nhà. Nghinh được dịp quan sát họ làm, nghe họ chỉ dẫn, lần dở những trang đời của kẻ tội phạm. Mới hay, Nghinh đã làm được nhiều điều nhân nghĩa sâu sắc, cao cả. 2 lần cứu người, Nghinh ít kể cho bạn bè nghe, nhưng tình tiết vụ việc vẫn neo mãi trong lòng Nghinh. Lần thứ nhất, Nghinh vào rừng chặt nứa. Khi vừa chặt được khoảng 10 cây nứa, thì bỗng nghe tiếng la hét bên kia bờ khe. Quay lại nhìn, Nghinh phát hiện ra bà Trường, người cùng xóm mình, đang bị đàn ong vò vẽ đốt. Nghinh nhanh chân lao tới, đưa bà Trường ra khỏi tổ ong. Bà Trường bị ong vò vẽ đốt tới 10 mũi. Nghinh cũng bị ong vò vẽ tiêm 2 mũi ở má. Nhưng anh vẫn cố ghìm sự đau điếng để làm công tác sơ cứu nạn nhân trước lúc vào bệnh viện. Cú ong vò vẽ tấn công sáng hôm đó nhờ được Nghinh giải cứu nên bà Trường thoát nạn. Lại một lần khác, cả 2 mẹ con bà Trinh đi ra bến sông Ngàn Phố tắm giặt. Thằng Mộng con bà Trinh còn bé loắt choắt, mới ti toe tập bơi. Bữa đó được mẹ đưa đi tắm sông, cu cậu sướng đến rơn người. Bà Trinh chủ quan, cứ tưởng con mình đã bơi thạo, nên mẹ cứ lúi húi giặt chiếu chăn quần áo, còn thằng Mộng được dịp thỏa sức ngụp lặn. Ai ngờ một lúc sau nhìn không thấy con đâu nữa, bà Trinh hoảng hốt la làng la xóm. Thật may mắn cho số phận thằng Mộng. Hôm đó Nghinh lại vừa mới đi cày về. Nhà Nghinh ở sát bờ sông. Nghinh đang ngồi ăn sắn, vội vứt ngay củ sắn vào rổ, không kịp xỏ chân vào dép, Nghinh chạy như bay ra bờ sông. Thằng bé đã bị dòng nước xiết cuốn trôi đi khoảng vài chục mét. Lúc Nghinh đưa Mộng lên bờ thì bụng hắn đã trướng to vì uống quá nhiều nước. Nghinh đã biết được thủ thuật cứu người chết đuối, do vậy Nghinh cấm kỵ bà Trinh không được lại gần con.
Một mình Nghinh làm động tác hô hấp, xoa bóp cho nạn nhân. Thằng bé gần một tiếng đồng hồ sau tỉnh hẳn. Chiều hôm ấy, cô cậu đã bưng cơm ăn ngon lành. Cả gia đình bà Trinh mừng khôn xiết, đội ơn Nghinh đến trọn đời. Chỉ cần phác thảo những nét chấm phá đậm nhất trong cuộc đời mình, người ta hiểu rõ Nghinh là một người có đạo đức như thế nào rồi, sức khỏe như thế nào rồi. Thế nhưng tai họa thật chớ trêu. Chàng thanh niên trai trẻ ấy chưa một lần hò hẹn với thiếu nữ nào. Dưới ánh trăng quê, bến nước lại dính ngay vào vòng lao lý. Nghinh phải lĩnh tới cái án 15 năm tù giam vì hành vi cầm súng bắn người tử vong. Ngày Nghinh vào tù, cả xóm khóc. Ngày Nghinh vào tù, người cả xóm ùa ra tiễn đưa. Riêng bà Trinh, người được Nghinh cứu con mình thoát chết đuối, khi chiếc xe ô tô chở phạm nhân về trại, bà đã ôm lấy Nghinh mếu máo: nếu lúc này tòa án chấp nhận bác đi tù thay cháu, bác sẽ xin đi. Vì sao người thanh niên thương người như ông Răng Văn Răng thương cô Z trong tiểu thuyết Những Người Khốn Khổ lại ra nông nỗi này? Xin hé lộ, chuyện một người tù bắt đầu xảy ra từ trên sân cỏ. Có lẽ ở tuổi thanh niên, thế hệ nào cũng vậy, từ miền ngược đến miền xuôi, từ nông thôn đến thành thị, ai cũng có máu ham mê bóng đá. Không chỉ xem bóng đá trên truyền hình, họ còn ham thích đá bóng trên sân cỏ ở trường học, công sở, nơi cư trú nữa. Trai làng Sơn Hồng cũng vậy. Mê bóng đá có kém gì đông đảo mọi người trên hành tinh này đâu. Thành thử, một sân bóng của địa phương được mọc lên, không phải là một sân hiện đại, được ghép bằng những thảm cỏ nhân tạo, được xây khán đài để cổ động viên cổ vũ. Nó là một sân cỏ bình dân mà thanh niên xóm này làng nọ tới chơi bóng trong ngày nông nhàn, khi chưa bước vào vụ cày vụ cấy. Mảnh đất hoang rộng khoảng hơn 7 sào. Trước đây dân thường hay dùng gieo mạ, nhưng về sau dịch chuyển đất gieo mạ đi nơi khác, dành khoảnh đất rộng này cho thanh niên làm sân chơi bóng đá. Một mặt rèn luyện thân thể, nâng cao sức khỏe dẻo dai, mặt khác khơi dậy không khí vui tươi trong làng. Dù khung thành sân bóng hai bên chỉ cắm 2 chiếc cọc tre, mỗi lần giao hữu với làng này xóm nọ, mấy cậu thanh niên lại lắng sắng ôm lưới tới trăng lên, dọn dẹp làm vệ sinh môi trường, dùng nước vôi trắng kẻ ngang vạch dọc, hoàn thiện trước lúc bước vào cuộc đấu. Sau mỗi lần chơi, tấm lưới lại được gỡ ra cất vào kho, còn 4 chiếc cọc tre cố định nằm phơi sương phơi nắng. Sân bóng làng vào mùa mưa vẫn sền sệt bùn đất, rong rêu và cỏ non lún phún mọc. Đơn giản chỉ có vậy. Nhưng mỗi lần nghe loa truyền thanh xã thông báo ngày mai có tổ chức cuộc giao hữu, thì cả xã Sơn Hồng, từ đứa trẻ lên 7 đến ông già 80, lại háo hức đến sân bóng đá làng cổ vũ. Đối với Nghinh, nếu nhắc đến chuyện tán tỉnh cô này cô nọ thì anh đỏ mặt, nhưng hễ nhắc tới bóng đá là anh chết mê chết mệt. Chả thế, một người trong làng đã mệnh danh cho anh: ăn bóng đá, ngủ bóng đá trên hết. Trải qua 3 năm liền lăn lộn trên sân cỏ, Nghinh đã trải nghiệm đủ các chân trong mỗi trận đấu. Lúc anh ở vị trí tiền vệ, lúc ở hậu vệ, lúc làm thủ môn bắt bóng. Thế rồi Nghinh được nhóm thanh niên trong xóm đắc tín bầu anh làm đội trưởng đội bóng chi đoàn xóm Đông Hồng. Một hôm, Nghinh vừa đi làm về, bỗng thấy Tiệm đến nhà chơi. Tiệm hơn Nghinh 1 tuổi, ở xóm Tây Hồng, cách nhà Nghinh khoảng hơn 1 cây số. Trái với đức tính thật thà của Nghinh, Tiệm vốn bản chất lươn lẹo, có thể y nói không thành có và nói có thành không. Chính y đã có lần theo nhóm lâm tặc vào rừng
chặt trộm được một cây re đẹp, xẻ ra được 8 phiến gỗ tươi ròng. Tiệm thảo vạch kế hoạch cho cả nhóm, hôm đó dùng xe trâu kéo gỗ ra bờ sông Ngàn Phố, rồi phủ cát lại. Chờ cơ hội thuận lợi, một vài ngày tới bán cho khách. Ai ngờ tối hôm đó, hắn lại điện thoại cho nhóm buôn lậu gỗ từ Đức Trường lên, lén lút giao cho bọn chúng cả 8 phiến gỗ re, khiêng ngay lên khoang thuyền máy, xé nước đi tức tưởi trong đêm. Hôm sau hắn lại đều cáng, dựng kịch bản mời cả hội lâm tặc tập trung tới nhà hắn hội ý và thống nhất giá cả, vì hai người khách ở Vinh tới mua đang sốt ruột đợi ở nhà hắn. Nhưng buổi tối hôm ấy, cả chủ và khách đều ngớ người, vì nơi giấu gỗ được cho là kín đáo nhất, mà gỗ lại không cánh mà bay. Mọi người trong nhóm đoán già đoán non và tỏ ý nghi ngờ tiệm, kẻ vừa ăn cướp vừa la làng. Nghi là nghi thế, nhưng tìm đâu ra tang chứng. Nên tiệm vẫn chễm chệ, vẫn lươn lẹo và ba hoa như thường lệ. Vốn tính tham lam lại ki bo bủn xỉn, nên tiệm ít bạn chơi thân và thường bị mọi người xa lánh dần. Tuy vậy, hắn vẫn có những nét trội là ham thích bóng đá và sút nhiều đường bóng khá chuẩn. Chính vì thế, hắn được bầu làm đội trưởng đội bóng đá chi đoàn xóm Tây Hồng. Tối nay, tiệm đến nhà Nghinh, nhã ý mời đội bóng của Nghinh tham gia đấu với đội bóng của mình. Nghinh đồng ý ngay. Tiệm nói, xưa nay đã thi đấu đều có kẻ thắng người thua, đấu xảo, đấu búc hay đấu bóng đều phải tuân theo quy luật ấy. Người chiến thắng là người giành vinh quang nên phải có giải thưởng. Tại các cuộc thi, ban tổ chức thường đứng ra lo chuyện này, nhưng đội bóng xóm tép diêu như của chúng ta phải tự lo lấy. Nghinh băn khoăn, theo cậu nên bày trò thưởng gì? Tiệm bạo miệng, thưởng gì ư? Mua can rượu trắng 10 lít và hai bộ lòng lợn luộc để về khao anh em. Nếu bên cậu thắng thì bên mình mua, nếu bên mình thắng thì bên cậu mua, được chứ? Nghinh rất sợ uống rượu say xỉn rồi to tiếng ẩu đả nơi công cộng, nên anh phản đối. Mình không đồng ý với kiểu giải thưởng này, bởi rượu vốn kích thích mạnh. Bao nhiêu vụ chửi bới đâm chém nhau vì rượu, bao nhiêu vụ tai nạn giao thông xảy ra cũng vì rượu. Mình sợ mấy thằng thanh niên trong đội bóng uống rượu không có điểm dừng, tan cuộc sẽ xảy ra những hậu quả tai hại. Tiệm đắn đo một lát rồi nói nhỏ đủ để hai người nghe. Thế này nhé, ta chuyển sang thưởng hồng phiến cho đội bóng đi, xài ít viên. Hồng phiến, cầu thủ ra sân càng bốc mạnh trong trận đấu. Nghinh nghe quá nghịch nhĩ, nổi đoá. Đồ ngu hơn bỏ. Cậu không biết hồng phiến là loại ma túy tổng hợp à? Cậu định phá tan nát gia đình họ à? Tôi nói thật cho cậu biết, dính đến hồng phiến và heroin, công an phát hiện được chỉ có tù mọt gông. Với bản chất giảo hoạt nên tiệm muốn cò cưa với Nghinh để gieo cái chết trắng này đầu độc lớp thanh niên trên đất làng. Thực chất tiệm còn khôn hơn cả con cáo mọc sừng. Hai thằng trộm gỗ bạn hắn đã bị mấy tên nghiện rủ dê và rồi bị bọn chúng đưa vào chòng, nhưng riêng tiệm thì không. Tuy vậy, hắn vẫn đang ấp ủ mộng tưởng buôn hồng phiến để kiếm lời, vì hắn đã tìm ra manh mối kẻ cung cấp hàng độc đó. Không hiểu tiệm đã chuyển giao chót lọt cho ai được viên hồng phiến nào chưa, chứ hôm nay bị Nghinh lên lớp, hắn cảm thấy đau hơn sờ rái ngựa. Tuy vậy, tiệm vẫn bình tĩnh bày tiếp chiêu trò lạ. Hai cách thưởng trước mình đưa ra đều bị cậu phản đối. Bây giờ chỉ có cách này nữa, không tốn tiền lại vui. Nếu cậu đồng ý thì làm, nếu không ta tạm dừng cuộc chơi. Cách gì cậu nói ra xem nào. Hôn đất và vẽ mèo,
Bên nào thua, đội trưởng phải đứng ra chịu trận, hôn 30 cái liền trên sân cỏ. Sau khi hôn đủ mới được phép đứng dậy. Sau đó, người ở trong đội thắng lấy nhọ nồi vẽ hình con mèo lên mặt. Thấy tiệm bày ra trò này hơi ngổ ngáo, nhưng không gây ra những tác hại nghiêm trọng như hai chiêu bài trước mà hắn bày đặt ra, nên Nghinh đồng ý. Đúng 2 giờ chiều, một ngày trung tuần tháng chạp, trời nắng hanh, gió hiu hiu, mang theo cái rét cuối đông của miền Sơn Cước. Nước dòng sông Ngàn Phố như xanh sẫm lại, mây trên trời nổi xốp từng tảng, giống như đàn cừu đã ăn no cỏ. Cữ này, bà con xã Sơn Hồng đang rỗi rãi chân tay. Hay tin có cuộc đấu bóng giữa chi đoàn Đông Hồng với chi đoàn Tây Hồng. Họ rủ nhau kéo đến chật sân bóng. Đội bóng đủ quân số, mỗi bên 20 người. Đội chi đoàn Tây Hồng khoác áo cầu thủ màu trắng, đội chi đoàn Đông Hồng khoác áo cầu thủ màu đỏ. Tất cả xếp hàng ngang trên sân cỏ, tươi cười hớn hở, giơ tay vẫy chào bà con đến cổ vũ tinh thần cho đội bóng làng. Bỗng một tiếng còi hiệu lệnh huýt dài, trái bóng bắt đầu tung hoành ngang dọc trên sân cỏ. Mọi người xúm nhau vòng trong vòng ngoài, hồi hộp theo dõi trận giao hữu này. Tiếng chỉ trỏ kèm theo những lời bình nhí nhố, tiếng cười oang oác hả hê. Chốc chốc, lẫn trong đám đông lại có người hét: "Cố lên, cố lên! Cầu thủ mang áo số 7 Tây Hồng chậm chân quá, để họ tranh mất bóng rồi. Cầu thủ số 7 Đông Hồng đá bóng cao quá, để bóng vượt xà ngang, tiếc quá." Tiếng huyên náo của đám đông nhiều lúc át đi cả tiếng bình luận viên đội bóng làng trên sân cỏ. Xuyệt! Vào rồi, vào rồi! Tiếng reo lên dậy trời dậy đất. Kết thúc hiệp 1, đội của chi đoàn Sông Hồng do Nghinh làm đội trưởng đã thắng đội của Tây Hồng do Tiệm làm đội trưởng với tỷ số 1-0. Một cầu thủ trong chi đoàn Đông Hồng cao giọng: "Ông Tiệm đâu? Đội ông thua thì ông phải ra hôn đất đi." Vốn tính xảo trá, Tiệm biện hộ ngay: "Đã kết thúc cả 2 hiệp đấu đâu mà hôn với hít." Cầu thủ nọ vẫn chưa chịu nhượng bộ: "Không, hiệp nào ra hiệp nấy, chơi đá bóng phải sòng phẳng." Tiệm cãi tiếp: "Cứ kết thúc đã, chúng tao có chạy đi đâu mà sợ." Trận đấu tiếp diễn hiệp 2. Lúc này, đội Tiệm rút kinh nghiệm do sơ hở của thủ môn, nên hắn quyết định thay thủ môn mới. Trận giao đấu căng thẳng và quyết liệt hơn trước. Nhưng thật không hên cho đội bóng của Nghinh, trong trận đấu hiệp 2 này, đội anh bị thua tới 2 quả liền. Kết thúc trận giao hữu đưa ra tỷ số 1-2. Nghinh thở dài thất vọng, anh cảm thấy thật xấu hổ trước đám đông. Những người tham gia trong đội bóng chi đoàn Đông Hồng không khỏi mếu máo vì chiến bại. Lúc này Nghinh là đội trưởng nên phải chấp nhận luật hôn đất như ban đầu hai bên đã cam kết. Trong lúc Nghinh đang buồn chán như tử tù đến giờ hành quyết, thì Tiệm lại đắc chí mặt vênh lên như cáo chộp được gà. Hắn sằng sặc cười lớn: "Thế nào cậu Nghinh, tưởng cầu thủ đội bạn nuôi mộng làm Maradona trên sân cỏ, ai ngờ 2 lần xịt lốp cả 2 Nghinh đau đớn như muối sát trước sự giễu cợt của Tiệm. Nhưng Nghinh cố ghìm cơn giận, chẳng đáp từ một lời nào. Tiệm rối rít giục: "Thôi, mời đội trưởng đứng ra giữa sân." Sau 2 trận đấu, Nghinh đã thấy chân tay rã rời, bèn nói: "Cậu cho mình nghỉ ngơi một lát cho lại sức đã. Cúi gập người hôn đất những 30 lần mệt lắm." Tiệm dứt khoát: "Cậu không được chần chừ, luật chơi phải sòng phẳng." Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.